ជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកខ្ញុំចិនដានៅក្នុងវីដេអូមេរៀននេះយើងនឹងបន្តសិក្សាការ combine ប្រយោគនៅក្នុង relative clause ឬយើងហៅមួយទៀតថា adjective clause ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីរបៀប combine ប្រយោគហ្នឹងយើងបន្តសិក្សាបន្ថែមទៀត ហើយ យើងនឹង សិក្សាស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ relative pronouns ជា subject nâng chi object. Khiêm có nâng bằng hai này đó khá nha. Thả bê ná, dương ai lúc relative pronoun bán bằng tôi bị dương combine bởi dục cho khá nha hay. Ok. Bỏ, hãy là dương chấp đá mê riêng bởi dương tên mặt đó. Tìm muối. I like the woman. I like the woman. I met her at the party last night. I met her at the party last night. Okay. I like the woman. Khnyom chou chat neri mneak. I met her at the party last night. Khnyom ban chup nieng nou party nou pithi chup lieng ka pi yop mai. Okay. Ta, pyok tung pi ning combine chou khnie yang mai. Bai combine pyok tung pi ning chou khnie ban, keu jeung trou chumnu biệt nào mũi nơi khả nông bởi dục tí bí đào relative pronouns. Ok, dự kâm thay nơi đó khả nơi chấm relative pronouns. Hồi relative pronouns đại dương nâng dọc mọc bà nơi khả nông thằng ngày này cứ miên biệt who, which, hay nâng that. Ok, who, which, that. Đó, I like the woman. I like the woman. Khiom chou chat nri mneak. Satrai mneak. I met her at the party last night. I met her at the party last night. Khiom ban chup nieng kal pi khiom ban chup nieng nou party nou pithi chup lieng kal pi chup mynh. Okay, kal pi chup mynh. So I like the woman. I met her. Pyok ti 2 piak da jeung trou chum nu nên cứ bị hở, ok? Niềng, right? Niềng. Bị hở này cứ dương từ chấm nút đào relative pronouns. Dương chấm tha caプラプラ relative pronouns chấm buộc people, person, ok? Menu cứ dương ai pra that rồi có who, who hay là that pra bàn được ní, alright? Là dương giờ bị who mà pra, dương giờ bị who mà pra, bây chấm nút. Chúng ta lại những bịa hờ đó, dừng lục bịa trao này, ok? Dừng lại miền bịa hờ thì đây, dừng lại trái ca hờ, bố dương chùm nú, đào relative pronoun, hù. Cái lại hờ nó cứ thở đạ hù, chúng ta lại lục trao. Nước nông bởi dục nâng, hờ nâng cứ chía, đó không nhận đánh chị ấy tế. Cứ chía, nước lại nâng, hờ nâng cứ chía, object, cao mạng bọt, right. Cứ chía object, sẽ bình bóng tức. Object chỉ cần một bật. Bị hờ cứ chỉ cần một bật, right? I met her. Subject. Cái giả sắp verb object. Hờ nên cứ chỉ object, right? Hờ nên cứ chỉ object. Hay dường như bị hú mới chấm nút hờ. Chẳng hú nên bị đại tu chỉ object này, bị đại tu chỉ cần một bật này, right? Okay. Là dường school đó, đừng tham vị trí object, okay? Relative pronoun này, phải chỉ object, phải chỉ cần một bật, right? Phải chỉ cần một bật. Ban bà bân nâng, right. Ban bà bân nâng thật thơ mà tiệt đâm bây ai combine cho khí bàn, right? Đâm bây ai combine bì dụng từng bì nâng cho khí bàn. Rừng bà tốt đại dương trời thơ cứ dọc à hù nơi cả lại nâng giờ mà đạn nơi khả mục ai xin. Ok, nơi khả mục bì dụng nè, đạn nơi khả mục ai, right? Lược bì nít mà đạn nơi cả lại nè, right? Lược bì mà đạn nơi cả lại nè mà. Ok, đạn nơi cả lại nè. À mà cả nạn ấy tới chứ who I met at the party last night. Who I met at the party last night. Dương bạch bịa hờ, pro dương chấm nút đây who. Who lượng mà đã nơi cái này. Tới chứ who I met at the party last night. Okay. Ban và phần nâng. Okay. À lỡ dương lục anh ấy mua chào. Okay. Lục full stop chào. Lục sinh nhạc hành chào. Tỏ hay là dương an. I like the woman who
I met at the party last night. I like the woman who I met at the party last night. Khnyom chou chot nari mane da khnyom ban chup ka nou party yup mình. Okay. Okay. Pa nang kư tram trai. Pa yok nang aich pra ka ban nai. Trai hai na. Okay. Ti tang robos relative pronouns, okay? Nâng ti tăng rồi bỏ relative clause từng mũi, rồi dựng hai thằng adjective clause từng mũi nữa. Cứ việc trầm trời, vì nơi chốt cho mũi những niếm đã vì modify ai. Okay? Thằng who I met at the party last night, từng ổn nâng, từng ổn khả nhiên chấm. Vì cứ chỉ adjective pronouns, sorry, adjective clause, rồi có relative clause. Lấy viên này chụp cho một những niềm đại viên modify out. Niềm đại viên modify out nâng cứ biệt the woman. Ok, viên bật chuyện này áo nâng cứ the woo, the woman. Khi nhóm cho chất nari mà nè, nari ná. Nari đã khi nhóm bàn chút ca bí. Ca bí. Ca bí. Ca bí. Ca bí dụng mình nơi party. Ok, nơi cả lãnh chụp liền. Tỏ. Who? Cái này chúng ta đã đẹp cả bạn. Ok. Bạn này mùi cháo. Right. Lục vị cháo xin. Ok. Bật tọa máu. Cái này trọng nứng. Trọng nứng cứ who. Rồi có that. Right. Who are that. Trọng nứng who are that. Ok. Là who cả bạn. Đã đẹp các bạn, thằng nâng ấy nè. Nè, thằng nâng. Thằng nâng đã hô các bạn, đã đẹp các bạn. Ok. I like the woman who I met at the party last night. I like the woman that I met at the party last night. Trời đôi khi nha. Khi nông cả rần này đài. Ok, khi nông cả rần này đài. Relative pronoun đã tu chỉ object nhìn chấn. Dương ai prao biệt mùi tiết cứ hùm. Whom, whom, okay, whom, W-H-O-M, okay. Bong 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 dương khá, thật lọc khởi nhìn whom, ta whom nâng vừa mệt, okay. Khá nông cả này hình chấn, khá nông cả này hình chấn, dương ai bảo bị whom bàn, okay. Bảo bị whom bàn xâm rám, people, okay, person, dương ai đã whom là những cái bàn này. I like the woman whom I met at the party last night. Bên tay, ការប្រើប្រាស់ពាក្យ whom វាហៀងផ្លូវការវាហៀងផ្លូវការខ្លាំងអរាយវា formal នៅក្នុងភាសានិយាយយើងកម្រយកវាមកប្រើអូខេនៅក្នុងភាសានិយាយវាអត់សូវ common ទេច្រើនតែភាសា formal ភាសាសរសេរភាសាច្រើនហើយគេមិនសូវប្រើទេអរាយគេមិនសូវប្រើទេនៅក្នុងភាសាប្រចាំថ្ងៃវាអត់សូវ common ទេគឺគេប្រើ who ជំនួសវិញអរាយគេប្រើ who ជំនួសវិញប៉ុន្តែយើងអាចប្រើវាបានអូខេវាត្រូវ right វាត្រូវវាត្រឹមត្រូវគាត់ថាវា formal អូខេវាផ្លូវការណា right ទោះថាយើងប្រើប្រចាំថ្ងៃយើងប្រើ who អញ្ចឹងតែអូខេអញ្ចឹងករណីនេះយើងអាចប្រើ whom បាន whom ក្នុងករណីដែល relative pronoun ដើរតួជា object អូខេ object នេះគឺជា object ណាវាដើរតួជា object អូខេហើយនៅក្នុងករណីហ្នឹងករណីដែល relative pronounwho which that ទាំងអស់ហ្នឹងដើរតួជា object អញ្ចឹងយើងមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរអូខេកន្លែងហ្នឹងមិនបាច់ដាក់ក៏ត្រូវដែរអូខេមិនបាច់ដាក់ពាក្យ who that whom ក៏ត្រូវដែរអរេដកវាចោលក៏ប្រយោគហ្នឹងប្រើបានដែរអរេ I like the woman I met at the party last night I like the woman I met at the party last night កន្លែងនេះមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរអូខេមិនបាច់ដាក់ who ក៏បានមិនបាច់ដាក់ that ក៏បានមិនបាច់ដាក់ whom ក៏បានដែរត្រូវដដែលអូខេនឹងគឺរបៀបសរសេរប្រយោគ right បង្កើតប្រយោគ combine ប្រយោគជាមួយនឹង relative clause អូខេយើងមិនទាន់ចប់ទេយើងនៅតទៅទៀតប្រយោគបន្តទៀតនេះយើងបន្តទៀតនេះ The house is big. The house is big.He bought it yesterday. He bought it yesterday. The house is big. ផ្ទះគឺធំ. ផ្ទះធំ. Okay, ផ្ទះគឺធំ. He bought it yesterday.
Cột bàn tình vía cao bì mà sao mình. So the house is big, he bought it. It. Chẳng, nó khăn ông bà dụng tìm bí bẹt đầy dường trời châm nốt cứ bẹt it. It nâng, ấy kì, it nâng cứ the house, cứ bà tè. Chẳng, it, dường phở, which cơ bàn, that cơ bàn. Okay? Which cơ bàn, that cơ bàn. Ta, hả lời này tỏ khăn nhận bàn dồn trời này. Ta, 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 ta nè. Nãy nhưng chúng đọc đại vật cho, ok, vật. Chúng dừng đạo vật lại nế, hít nế, thở lục chào, right. Hay bắt đầu mà tiếp, dù vật nế mà đạn này khả mục nế, ok, dù vật nế mà đạn này khả mục nế. Lực vi mau đạn này khả lại nế, right. Chắc là nâng tới chía, mà cả nạt khăn khối nế, cứ nế xó, which he bought yesterday, which he bought yesterday. Ban và bần nâng, lục phút stop cháu. Ban nữ. Nơi tì. Ok. Dương chăm tha relative clause, rồi có adjective clause. Vì tên này chốt cho mình đừng niêm để vì modify ảo. Niêm để vì bật chết này ảo. À lời vì tôn chốt cho mình đừng niêm để vì bật chết này ảo tí. Niêm để vì bật chết này ảo nó cứ. Nè, bị house nè. Ok. Bị house nè. Bị bật tiền nè. Alright. Chân. À mà cả nạt nâng, ok, anh ấy change từ small letters, ok. Which he bought yesterday nâng. Which he bought yesterday nâng, lược viên mà đo này, ok. Tiên viên mà đo này, alright. Mọi đo này, alright. Mà cả nạt nâng nâng, ok. Mà cả nạt nâng tiên viên đo này, alright. Hồi anh ấy lại nguyên full stop nâng tình này hay. Full stop mà nơi cả lại đi, ok. Nơi cả lại đi. Nhưng chẳng bởi dụng nâng tới chứ. The house which he bought yesterday is big. Bây giờ sẽ say đó. Rồi còn bây giờ như vậy. Đôi ta khá nhẹ này. Chúng ta sẽ say như vậy. The house which he bought yesterday is big. Right. The house which he bought yesterday is big. Okay. Bất tiếc. Đã cột bàn tính cao vì mình sợ mình cư thông. Đã cột bàn tính cao mình bị sao mình cứ thông. So the house which he bought yesterday is big. Alright. Which, okay, which that, okay, which có bà bán, that có bà bán. Okay, which có bà bán, that có bà bán. Cái này lại nâng đã đẹp cái bàn. Cái này nâng, cái này cái bất biến mình nâng cái này nâng. Okay, à mà cái nát đấy. À mà cái này mà nơi lại này hay là thời gian từ nơi ra bên right trên đó cái này đang ngay vậy sẽ xây lại về sẽ xây lại những cái đang ngay follow tam nhóm tức cứ vừa lại which cái này phải đạt cái bàn này ok lấy cái bàn đạt cái bàn lực lại đặt bịa hú hay đừng hú mày prakat cát vừa chỉ đừng đặt prakat ra bàn đôi cái này hai thằng đi đá vì chỉ object thế, anh nâng chỉ object nè. Vì it nâng chỉ object, đôi tật hàng lờ đã tết. It nâng chỉ object, hay à vừa chạy đẹp nâng vì chỉ nụ object, nhưng chẳng việc đa tu chỉ object đài. Việc đa tu chỉ object đài. Cả nào việc đa tu chỉ object đài nhưng chẳng. Cả nào việc đa tu chỉ object chẳng cứ đôi lời chẳng. Bạch đã với các bạn đây. Bạch đã relative pronoun các bạn đây. Lục biết chào các bạn đây. Nhưng vậy thế, the house he bought yesterday is big. Tập bản nâng có trời đà. The house he bought yesterday is big. Alright. The house he bought yesterday is big. Alright. Ta. Thằng lơ cứ adjective pronouns, rồi có relative pronoun, đa tu chí object. Cả nào biết đa tu chí object chứ? Dường ai lục viên cho bạn. Mà đã cả bạn này. Right. Mà đã cả bạn này. Chúc khăn cao vĩnh. Khang kram vĩnh, khang bây giờ pi khang kram này cứ dùng khlo ban sắc xa mà hỏi. He has a wife. He has a wife. Okay. Có mình một bốn mũi. He has a wife. She is a doctor. Okay. He has a wife. She is a doctor. Có mình một bốn mũi. Okay. She is a doctor. So pi she này cứ dùng từ lục chào. Right? She này từ lục chào chấm nút đáy. Pronoun. Pronoun đã who các bạn, that các bạn, lại này bài sao ta people. People. All right. Who các bạn, that các bạn. Chúng ta đang thử lục cháu nè. Right. Who được cái dad? Lục bạn đi cháu. Và phần đó, bạn bạn. Okay. He has a wife.
who is a doctor. Okay? He has a wife who is a doctor. Cột miên bộ bôn mình đại chiếc doctor. Tại đây đặt đề các bạn đó. He has a wife that is a doctor. Trời đôi kia. Right? The same. Biết gì nè? Nên khả năng bởi dụng tỷ bí môn nâng. Biết gì ấy kì? Biết gì subject? Okay? Subject. Subject. Chỉ bật thiền. Right? Chỉ nâng cứ chỉ subject. She nên cái chữ subject. Chứng hú chuyển đổi sắp. Hú do mà chuyển đổi biệt she. Chứng viết đã tu chữ subject đại. Cái nào viết chữ subject chứng ắt ai thua đôi lời. Ok, đồng bài chụp khnien chứng ắt ai thua đôi lời. Ắt ai lục viết cho mà này. Thật lục cho khó. Right, thật lục cho khó. Chứng buồn mà viết cứ nơi chẳng tự đàn. Ắt ai lục cho bạn. Đã hú được đẹp lại nữa mà. Right, đây cái chữ subject nhé. Subject. The man is rich. He often helps other people. Okay. The man is rich. Và đó nâng cứ miền. Cứ chỉ nhẹ miền. He often helps other people. He often helps other people. Cốt chui nhẹ đợt tay chứ rưỡi rưỡi. Alright. Cốt ổ xa chui nhẹ đợt tay. Alright. The man is half, is rich. He often helps other people. He. Okay. Biết đại dương thời chân nước nơi khả năng bị dục thì biết cứ biết he. Okay. He, the man. Mình đưa tâm nhẹ thế. He. Và who. Okay, that's our people today, menu today, person today. Then who, like this, that who, look at that command. The man is rich, he often help other people. Ta, look be chow, okay, look be chow. And he could subject, subject, nah? Nah? Subject, did the color die, subject. Then I'm for your opinion, and he, ka, geno, look near, who, look at who. Được nhỉ? Ok, đẹp các bạn đấy. Được tí bình. Bạn đang cứ bạn đang bàn bảo vệ hai anh em thôi thì thế. Rừng và tốt để thở thử cứ giờ áp bạn đang giờ mà chụp cho mùi này ạ cái đi. À lời chụp chẳng trâu này. Ok. The man is rich who often helps other people. Ở tuần trời thế. Bạn đang cứ ở tuần trời thế. Thôi mình. Thôi lớp áp bạn đấy. Ở một chút chúng mình đừng niếm đại biệt modify, đại biệt bật chế. Niếm nào đại biệt bật chế áo ấy, cứ the man. The man đại chứ rưỡi đại ổ xa chui nhận đất tới cứ miền. Đấy, cứ chuyển nhận miền. Chẳng áp bắn nắng lờ vì dòng đạo lại nhìn á. Nè, 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 tôi bị the man này. The man who often helps other people is rich. Full stop này cái lạnh đi, sorry. Full stop này cái lạnh đi. Anh ấy lên những full stop đây đây. Ok. Right. Chúng ta ở khi này sẽ xe khuôn ảnh. Sẽ xe bây giờ bình trong trời bình lệnh khuôn ảnh. Ok. Từng từng chọc bì lờ màu. Right. Chọc bì lờ màu. So khang lờ ní. I like the woman who that rồi có whom bà nội khi này I met at the party last night. Rồi có bà đã có bà này. I like the woman I met at the party last night. À vậy là câu khuyên là về việc who hay là whom. Whom này cứ phía chân pra này khuyên nông formal language. Chân phía xa pra chỉ tự tử, thông mặt đá, xa mạnh. Đại kê bình dùng pra cứ phía who. Ok, phía who, rồi có dad hay. Và dân bình thiệp tới who này. Vì hiện formal chuyện dad. Ok, điện formal chuyện dad. The house, ok, which that which come on, that come on. The house which he bought yesterday is big. The house that he bought yesterday is big. Record the house he bought yesterday is big. Pra mùi nà có trời đấy. Hay lục vị cháu của bạn đây. Lục vị cháu của bạn đây. Vậy ta đá làng quỳnh. Ta sorry. Trên cạnh này khẳng lớn cứ relative pronouns đa tu chía. Đa tu chía object. Cảm ơn bọn. Chúng ta ai khẳng khám. He has a wife who is a doctor. He has a wife who is a doctor. He has a wife that is a doctor. Okay. The man who often helps other is rich. The man that often helps other is rich. Cái này tí này, cứ dừng ở này lục biệt who được còn dad chào bà đây. Dừng ở này lục relative pronoun chào bà đây. Tại sao vì chí? Subject. Okay, chỉ subject. Alright. Mình đi nói bác dương cứ bà bà nè, nè tóc nè. Ở cùng trang đã bàn tạm đàn tốt nè video mê rin.
tăng bị đám rồi hôm nào thì mình chọn hay bơ xin chị này tạo cái pin chất cho video này cũng lấy chút like subscribe nâng chơi lúc nâng mình chỉ mà tay cho bó chấm ngó tới tôi nâng cao sạc sạc phía sau lấy xôm comment này khẳng khảo ốc cún xôm chung rịp lìa chúc kênh nơi video mình chỉ mình to tiết goodbye.